Rồi, xin chào anh em, tiếp tục chuỗi video hướng dẫn anh em phân tích fashion. Hôm nay ngày 3 tháng 4 thì tiếp tục ngày 31 tháng 3 thì trước đó là 1066, trạng thái vẫn là sổ. Đầu phi ngày 3 tháng 4 thì nó đã cho tín hiệu long phá cái kênh short anh em. Như vậy là lệnh short của mình đã bị âm. Để mình kiểm tra thấy qua âm 12 điểm. Âm 12 điểm cho anh em. Rồi sau khi sọt lúc 9:15 10783 thì nó tan lên. Lựa chỉnh nó liên tục đi ngang tới lúc 10:40 có tín hiệu thì đợi tiếp. Kiểm tra thì cái này tiếp tục cho lon nữa anh em. 1080.4 chưa lon thì lon tiếp tục. Xong. Tín hiệu là lỗi không quan tâm. Rồi đến 11:30 phút thì mình sẽ đi kiểm tra tín hiệu này. Và cản của nó là cản gần nhất. Đây này mình vẽ cho 10812. Rồi như vậy là quay lại sọt tiếp anh em. 10794. 794 thì đó. 794 thì là được 1 điểm. 1 điểm nha. Rồi sau khi sọt những tín hiệu này lỗi không quan tâm, nó đi ngon liên tục. Sau cuối phiên nó bốc đầu lại 1083. Như vậy là mình lại lỗ tiếp tục. Là bao nhiêu điểm đây? Là 4 điểm đi, 3 điểm rưỡi cho 4 luôn. Mà tiếp tục âm thêm 4 điểm nữa. Như vậy hôm nay ngày 3 tháng 4 là âm 12, âm 4, âm 16. Được chỗ này 1 điểm là âm 15 điểm nha anh em. Như vậy là kết phiên là vẫn giữ lệnh short ở vùng 1083, âm 15 điểm hôm nay 3 tháng 4. Ok anh em, tạm biệt video.